chào mọi người. Shop xin giới thiệu với lại quý khách hàng bộ sản phẩm cùng chung một mùi hương, đó là hương Victoria Amber ha. Mùi này rất là thơm nha cả nhà, rất là quý phái và sang trọng. Và bộ ba sản phẩm gồm có sữa tắm, xịt toàn thân và body thơm. Đây là sữa tắm nha mọi người. Đây là sữa tắm Veronica và cái hương là hương Amber, rất là thơm. Mùi này rất là quý phái, rất là sang. Và dạng sữa tắm dạng treo, mọi người có thấy treo không? Và cái chai này xài rất là lâu luôn nha mọi người. Cái dung tích là 520ml, nhưng mà dạng treo, do đó mỗi lần sử dụng chúng ta chỉ cần một giọt, chúng ta tạo bọt là có độ thể đủ tắm rồi. Và cái mùi hương giữ lại trên da rất là lâu. Sản phẩm này là hàng xách tay từ Mỹ về nha. Tiếp theo đó là xịt toàn thân. Hương này luôn nha mọi người. Do đó khi mọi người sử dụng kết hợp ba sản phẩm chung với nhau thì nó sẽ toát lên mùi thơm rất là sang trọng, đặc biệt là giữ hương cho chúng ta rất là lâu. Đây là xịt toàn thân. Và đây là body thơm. Ở nước ngoài người ta hay sử dụng bộ ba lắm nha mọi người. Họ thường sử dụng các sản phẩm cùng một mùi hương với nhau, ví dụ như lanh nè, xịt khử mùi nè, nước hoa nè, sữa tắm nè, body thơm, thường là cùng một mùi. Thì khi mà chúng ta sử dụng chung như vậy thì rất là dễ hòa quyện với nhau ha. Chứ lanh chúng ta dùng mùi khác, sữa tắm mùi khác, nước hoa mùi khác thì nó sẽ trộn lại không còn được thơm nữa nha. Vì vậy mọi người hãy sử dụng bộ ba để nâng cao cái khả năng giữ hương và lưu hương trên cơ thể của mình hơn nha. Ai muốn mua sử dụng bộ này thì inbox cho mình có bán lẻ luôn nha mọi người.